giờ mà không có thấy gì hết á. An ơi, mẹ có lỗi với con, mẹ đã không bảo vệ được con. An ơi, con ơi, An ơi, con ơi, anh ơi, anh có phải tại em mà An mới chết không? Nó gây sự với mình chứ, nó còn tính gì em nữa, sao lỗi tại em được? Không phải, em nhớ lúc em rớt xuống em bị chìm, An mới lo em lên. An không có dìm em thì cũng do nó đánh tụi mình trước chứ bộ. Nhưng mà anh hai chọc ảnh trước. Em sao vậy, tự nhiên đổ lỗi lên đầu anh? Tại vì mọi người ai cũng nói, tại vì dì Diệu cứu em nên không kịp cứu An. Nếu mình đừng gây sự, đừng đánh nhau thì An đâu có chết. Do nó chứ, nó cũng đánh anh em mình mà, mình không có lỗi gì hết á. Ngoan ngoan nha Phương, ngoan nha. Út về nè mấy đứa ơi. Nè, gấu của em nè. Hả? Ngoan nha. Trời ơi, út về. Đưa đây cậu Út. Trời ơi, nhớ Phương quá nè. Ủa sao giờ? À, bú sữa nha. Cậu Út, sao cậu đi lâu quá vậy? Chuyến này á, cậu đi tới tận Hà Nội lận. Nè, cậu có mua quà cho mấy đứa nè. Ủa, tiền hả cậu Út? Cái thằng này mới tí tuổi mà tiền. Cậu mua bánh kẹo cho tụi con đó. Nín. Trời ơi, sao con khóc dữ vậy nè? Nè, mấy đứa, bây giờ ở nhà có chuyện gì hả? Bà đó đó, bà không có chịu làm việc nhà gì hết á, suốt ngày ở bờ sông hoài. Bộ gì chịu có chuyện gì hả? An bị nước cuốn trôi mất xác rồi cậu. Hả? Sao lại như vậy? Tại nó đánh lộn với con, rớt xuống sông chung với con Thư. Dì Diệu cứu con vô bờ rồi bơi cứu An, nhưng mà không có kịp. Rồi bây giờ dì Diệu ở đâu? Bà ở ngoài bờ sông á. Bây giờ tụi con có em cẩn thận, cậu đi kiếm dì Diệu. Nín nha. Em ngoan qua anh nè. Tội nghiệp An quá à. Thôi nín đi em, uống sữa nè. Trời ơi, chị Diệu. Trời ơi, chị Diệu. Trời ơi, sao chị dễ dụng như vậy chị Diệu? Có ai không? Cô với. Chị Diệu ơi, chị Diệu, có ai không? Cô chị tôi với.